chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979, Việt Nam có bị bất ngờ? Cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc chống lại quân xâm lược Trung Quốc đã lùi xa. Tuy nhiên, có một câu hỏi mà nhiều người vẫn thắc mắc là liệu Việt Nam có bất ngờ khi bị Trung Quốc tấn công? Câu trả lời là, nếu xét về thời điểm tấn công, có thể Việt Nam bị bất ngờ. Nhưng nếu xét về tầm chiến lược, tức là chuẩn bị cho một cuộc chiến xảy ra trong tương lai gần, thì Việt Nam hoàn toàn không bị động. Trong cuốn sổ tay của Tổng Bí thư Lê Duẩn năm 1978 mà gia đình ông còn giữ lại được, có đoạn viết, đất nước Việt Nam phải giàu mạnh và hùng cường, đó là vị trí lịch sử và dư địa của Việt Nam, không thể khác được, vì chúng ta ở bên cạnh một đất nước mà lịch sử của đất nước đó chưa bao giờ từ bỏ dã tâm xâm lược đất nước ta. Theo tôi, điều này cho thấy tâm thế của người lãnh đạo cao nhất Việt Nam khi đó đã có sự chuẩn bị cho tình huống Trung Quốc trở mặt với chúng ta. Trong số ngày hôm nay, tôi sẽ điểm qua một vài hình ảnh người dân Việt Nam chuẩn bị cho cuộc chiến với người hàng xóm khổng lồ. Tháng 4 năm 1978, Việt Nam tiến hành cải tạo công thương nghiệp ở miền Nam. Trung Quốc coi việc Việt Nam trong quá trình cải tạo công thương nghiệp là tịch thu tài sản của giới công thương người Hoa ở miền Nam Việt Nam là một sự thách thức chính sách bảo vệ Hoa Kiều của Trung Quốc, phản ứng lại chính sách cải tạo công thương nghiệp của nhà nước Việt Nam, một phong trào đòi lấy quốc tịch Trung Quốc trong người Hoa ở Việt Nam nổi lên. Trung Quốc đưa ra chính sách đoàn kết với giai cấp tư sản Hoa Kiều, kêu gọi chống lại chính sách bài Hoa của Việt Nam, đồng thời loan truyền trong cộng đồng người Việt gốc Hoa về một cuộc chiến tranh không thể tránh khỏi giữa Việt Nam và Trung Quốc, khiến cộng đồng người Hoa hoảng hốt. Chính sách của Việt Nam từ năm 1976 đã bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi nhanh chóng của mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Với nỗi e ngại rằng Trung Quốc có thể sử dụng Hoa Kiều để ép Việt Nam theo các chính sách của mình. Vấn đề Hoa Kiều được chính phủ Việt Nam xem là một thách thức đối với chủ quyền quốc gia hơn là một vấn đề nội bộ đơn thuần. Chính sách một quốc tịch bắt đầu, Hoa Kiều nếu không nhập quốc tịch Việt Nam sẽ bị cho thôi việc, các báo và cơ sở giáo dục tiếng Hoa cũng bị đóng cửa. Do ảnh hưởng của những yếu tố trên, trong năm 1978, cộng đồng người Hoa ở Việt Nam đã ồ ạt kéo về Trung Quốc. Từ năm 1977 đến năm 1988, đã có hơn 70.000 Hoa Kiều từ Việt Nam quay về Trung Quốc. Cho đến thời điểm xảy ra cuộc chiến, đã có khoảng 160.000 Hoa Kiều hồi hương từ Việt Nam bằng đường biển hoặc qua đường bộ qua cửa khẩu Hữu Nghị. Đây là hình ảnh ghi lại ở Móng Cái, Quảng Ninh vào ngày 13 tháng 7 năm 1978. Có thể thấy rõ sự dịch chuyển của người dân hai bên biên giới. Người gốc Hoa thì chuẩn bị dọn dẹp hành lý về Trung Quốc, còn người Việt cũng đang tích cực chuẩn bị để đề phòng một cuộc chiến có thể xảy ra. Ngày 30 tháng 4 năm 1978, chủ nhiệm văn phòng Hoa Kiều Vụ đã phát biểu bày tỏ sự quan tâm đối với hiện tượng Hoa Kiều ở Việt Nam về nước hàng loạt. Sau đó hứa hẹn sẽ sắp xếp thích đáng cho những Hoa Kiều đã trở về một cách vội vàng. Trung Quốc lập ra các trạm tiếp đón dọc biên giới hai nước. Sau đó, tháng 5 năm 1978, Trung Quốc đưa tàu sang đón những người Hoa Kiều về Trung Quốc. Ngày 12 tháng 7 năm 1978, Trung Quốc đóng cửa biên giới làm cho hàng vạn người Hoa muốn về Trung Quốc bị kẹt lại ở biên giới. Do có quá nhiều người Hoa xin nhập cảnh vào Trung Quốc, nước này đưa ra điều kiện người Hoa muốn về Trung Quốc phải chính thức xin giấy phép hồi hương do Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội cấp, cần có hộ chiếu xuất cảnh của chính quyền Việt Nam. Trung Quốc chỉ đón những nạn kiều người Hoa đang bị chính quyền Việt Nam ngược đãi, chứ không nhận về những người Việt gốc Hoa hay người Hoa có quốc tịch Việt Nam. Còn đây là những hình ảnh màu hiếm hoi ở bên phía Việt Nam trong chiến tranh biên giới, được các phóng viên nước ngoài ghi lại. Đây là những bộ đội và thương binh Việt Nam ở mặt trận Lào Cai vào ngày 27 tháng 2 năm 1979.
dễ dàng nhận thấy có không ít người là nữ giới trong lực lượng bộ đội tuyến đầu lúc đó. Còn đây là cảnh tù binh Trung Quốc đầu hàng hoặc bị Việt Nam bắt sống được đưa về tuyến sau dưới sự chứng kiến của các nhà báo nước ngoài. Chiến tranh biên giới đã tàn phá nặng nề biên giới phía Bắc nước ta. Mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc cũng bị tổn thương nghiêm trọng và đến mãi năm 1991 mới có thể bình thường hóa trở lại. Đây là những hình ảnh được ghi lại vào năm 1996 khi tuyến đường sắt Việt Nam-Trung Quốc được nối lại ở Lạng Sơn, mở ra một thời kỳ mới cho quan hệ thương mại giữa hai nước. Lịch sử cho thấy người dân Việt Nam quá hiểu bản chất của Trung Quốc và trong mọi tình huống, mọi thời kỳ, dù căng thẳng hay là hợp tác hữu nghị, chúng ta luôn phải cảnh giác trước người láng giềng xấu tính. Thay mặt ban tổ chức buổi lễ, tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Bùi Văn Sướng. Những hình ảnh quý vị đang xem ngày hôm nay là do các phóng viên nước ngoài ghi lại một cách chân thực. Điều này cũng góp phần đập tan những luận điệu cứ được nhai đi nhai lại rằng Việt Nam bán đất, bán biển cho Trung Quốc của những kẻ thù địch trong và ngoài nước đã rêu rao suốt nhiều năm qua. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau của G87.